Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay lại với channel Xe Là Một Xe Vlog nhé. Hôm nay mình sẽ review cũng là đi hành trình đi đào cây sim nhé mọi người. Hôm nay mình làm phần 2, hôm nay thì có hai vợ chồng mình đi thôi. Đây, tiếp tục đi đào cây sim nhé. Thì tí nữa mấy đứa em nó cũng lên đào nhé mọi người. Vừa nãy bảo trước ở nhà rồi. Thì mọi người cảm thấy video của mình hãy nhớ đăng ký kênh nhé, like để mình có tiếp tục động lực làm video mới cho mọi người xem nhé. Đây là vợ nhá, đây là vợ mình tên Thảo nha mọi người. Vợ sợ mấy ống kính camera nên nên vợ không nói chuyện nhé. Đây hôm nay hai vợ chồng sẽ tiếp tục đi đào cây sim nha mọi người. Hôm nay trời nắng rất đẹp luôn. Ngày hôm qua hôm kia trời mưa nhá. Hôm nay nắng thì mình mới được đi lên rừng tiếp tục hành trình đào cây sim nhé mọi người. Hôm nay lần đầu tiên vợ lên rừng, hỏi mệt. Mình cũng đi lên rừng hay đi sinh tồn trong rừng mệt quá mọi người. Hôm nay lên dốc đây mọi người, dốc này lên trên này khá là dốc luôn nha. Mình để xe ở dưới kia, ở trên này lên khoảng 300 m, lên rất là phê luôn nha. Đây hai vợ chồng mình vào trong này để mà đào cây sim nhé mọi người. Thì mọi người hãy theo dõi video của mình, hãy nhớ like và đăng ký kênh nhé, chia sẻ kênh của mình cho người chưa biết kênh của mình nhé. Mình cảm ơn tất cả mọi người luôn ủng hộ mình nha. Đây, mình đi kiếm cây sim ở trong này. Thì bên trước mình cũng thấy mấy cây nhỏ đẹp mọi người. Đây, đây là lá cây sim này mọi người. Hai vợ chồng hôm nay đi tiếp tục đào cây sim. Đây lá nó vàng vàng nha mọi người nha. Thì chỗ này cây sim khá là nhiều luôn nha. Dưới này cũng có này mọi người. Đây thì hơi gần chỗ sình vẫn có cái sim. Đây này, đây gốc này nha mọi người. Đây này cây sim nhá. Rồi đây tiếp tục đây mọi người, đây cũng là cây sim nhá. Đây này, cây sim đây mọi người ạ. Nhưng mà ai chưa biết đến cây sim thì hôm nay mình sẽ quay cho cây sim mọi người nhé. Đây là cây sim này, gốc cây sim này. Thank you.
cây sim mình đào đây mọi người. Mình đào được 3 cây rồi. Thì hôm nay mình sẽ review xem cái cây sim lá như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người biết nha. Đây vợ di chuyển cây nhá mọi người. Thì từ nãy đến giờ khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ mình được đào có 3 cây à. Vợ đang chuyển cây nhá. Đây mọi người, cây sim mình chuyển tới đây rồi. Đây là cây sim của mình nhé, hai vợ chồng mình đào đây mọi người. Vợ mình nhà tên Thảo nha mọi người.